Vậy xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn. Rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh, những không khí đón xuân 2022 tại trung tâm thủ đô Hà Nội. Hiện tại Việt đang ở vườn quất Thế Mạnh, một trong những vườn quất mà tạo ra những thế quất rất là đẹp quý cô chú anh chị và các bạn. Những chậu quất nhỏ duyên dáng, nói là rất đáng yêu. Những cây quất này được trồng 2 năm rồi quý cô chú anh chị và các bạn. Mặc dù nhỏ nhưng đã có tuổi đời 2 năm và được thiết kế những cái chậu rất đẹp, có hình những chú trâu. Và mặt hàng đón xuân hot nhất mùa xuân 2022 là quất trâu, đã hết hàng quý cô chú chị và các bạn. Hàng loạt các chậu đã có chủ nhân hết rồi. Hàng loạt đã có chủ nhân hết rồi quý cô chú chị và các bạn. Một số khách đã mua về rồi, sợ là nhà vườn bán mất nên là một số quý vị đã mua luôn rồi. Tất cả những chậu quất trâu ở đây là đều đã có chủ nhân rồi. Mời quý cô chú chị và các bạn thưởng thức, chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật đón xuân 2022 tại vườn quất Thế Mạnh. Đây là địa chỉ vườn quất Thế Mạnh quý vị và các bạn. Chút nữa Việt sẽ gửi tới quý vị và các bạn. Châu cọng quất, một trong những hình ảnh rất vi von. Những chú trâu để ở trên bàn uống nước trà, hay là để trên bàn sofa thì cực kỳ đẹp quý vị và các bạn. Quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh của Việt thì cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất về thủ đô Hà Nội đón xuân 2022. Quý cô chú anh chị và các bạn nhấn vào chuông và chọn tất cả khi Việt xuất bản video về không khí Tết tại thủ đô Hà Nội, quý vị và các bạn là người đầu tiên nhận được những hình ảnh về không khí Tết tại thủ đô Hà Nội. Rất nhiều những cây quất đẹp quý vị và các bạn. Nhà vườn rất khéo trăm. Có quả xanh, quả chín đầy đủ. Ở đây chỉ còn khoảng chục chú thôi quý vị và các bạn, nhưng mà đã có chủ nhân rồi. Nhìn rất đáng yêu. Chú trâu à? Rất đông khách quý vị và các bạn. Nhà vườn rất đông khách, một trong những nhà vườn trồng những cây quất và rất là khéo trăm. Chú trâu nhìn rất đáng yêu quý vị và các bạn. Hoa cây này sai nhưng cái hoa ngoài kia cây này nhưng mà kia là nó không sao. Ngoài ra còn có những cái này Tết thì cũng như đây này. Những cái chậu bonsai nhỏ nhỏ. Quý vị và các bạn. Mà nó chỉ nở bông một thôi chứ không bonsai nhưng cái kia đây. Rất đáng yêu. Đây là chú chó ôm cái bình. Rất khéo trọng, những cái chậu nhỏ nhỏ. Quả chín có, hoa có, vị của các bạn. Ngoài ra mình thấy còn có những ông địa. Ông địa đang là ngồi cạnh chậu quất. Hình ảnh mình thấy cũng rất là lạ của mùa xuân.
Quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh của Việt thì cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất về không khí đón xuân tại thủ đô Hà Nội. Quý cô chú anh chị và các bạn nhấn vào chuông và chọn tất cả. Và đây là địa chỉ nhà vườn quý vị và các bạn. Quất Thế Mạnh. Địa chỉ cũng như số điện thoại, quý cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu hãy tới chọn cho mình những cây quất để về đón xuân. Những cây bonsai mini có. Những cây có thế long to có. Được trồng rất nhiều phong cách, từ những cái ấm pha chè quý vị và các bạn. Tuyệt vời. Đây là cây đu đủ đang mọc ở trong cái ấm trà của cô chú anh chị và các bạn. Bên này thì Việt thấy cũng có một số chậu mini, quất mini cũng có chủ nhân rồi. Đơn giản. Thường chị chia sẻ là những cây này nhỏ nhưng mà đều có tuổi đời 2 năm rồi quý vị và các bạn. Giá trị thì 1 triệu, 1,2 triệu một chậu. Quý vị và các bạn đều bàn thì cực kỳ đẹp. Trời hết mùa xuân. Ngoài ra còn có những chậu quất to. Và rất nhiều các chậu quất để phục vụ quý cô chú chị và các bạn một mùa xuân 2022. Rất nhiều. Và nhà vườn cũng rất là khéo trong. Quả sai chịu. Từng chùm chùm một. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn sức khỏe. Và đón một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Cây này mình thấy rất đẹp. Quý vị và các bạn thấy. Được nhà vườn uốn cũng rất là khéo. Rất nhiều. Đa phong cách. Thế nào cũng có. Hoa thì rất là nhiều. Rực rỡ. Một màu. Quả thì to. Quý vị và các bạn thấy. Ba đầu ngón tay. Chùm một. Khách thì tới chọn quất cũng rất là đông. Liên tục. Quả quất to. Ba đầu tay quý vị các bạn. Hai đầu tay không hết. Những cây quất bonsai mini cực kỳ đẹp quý vị và các bạn. Nhìn rất đáng yêu. Tuyệt vời. Ngoài ra nhà vườn cũng có một số những chậu cúc để quý vị và các bạn đây ở ngoài sảnh. Cực kỳ rực rỡ.
Việt cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã cùng Việt đi tham quan những cây quất châu. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn một mùa xuân tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của Việt. Những cây xuất quất bonsai và tiếp tục đưa về. Như cây đấy là bao tiền đấy chị ơi? Dạ. Dạ. Quả to. Cái này có giá chào bao nhiêu chị gái? 3 triệu và cực kỳ đẹp. Quất nhiều như sung. Rồi, Việt hẹn gặp lại quý cô chú chị và các bạn ở các clip tới của Việt. Nhà vườn bắt đầu vận chuyển những cây quất về để bán cho khách. Quả rũ quý vị và các bạn, nặng quá. Thường là nếu mà nó đổ thì đôn nó vững thế này mà. Ừ. Nhưng mà cái cây này là nó kiểu dáng thế lệch ấy. Nó lệch cái ấy, cái chân của nó phải vững. Quả nó nhiều quá. Nó nặng. Đúng rồi. Nó phải như sung đúng không? Đúng rồi. Nhiều hơn cả sung thì chứ. Nó phải như sung, nó kịt quả vào mới là bonsai đó. Cái này nó khác gì cái dòng sung xa quả đâu. Vâng, quý vị và các bạn, ba ngón tay. Quả nó kém cái này tí. Quả kinh khủng. Nhiều.